Mít ta đây mà đi hả? Top đi. Hey, xin chào quý vị và các bạn trở lại với kênh Chiến Sĩ Tiên. Dừa. Xung quanh mình toàn là dừa. Xung quanh anh toàn là dừa thôi. Hay cái dừa không? Hay cái dừa quá trời luôn ha nè. Đó. Hiện tại là mình đang ở quê. Hôm nay là mình đang buổi sáng, một buổi sáng gọi là cuối tuần tốt lành. Chúc cả nhà một ngày mới thật là vui vẻ, thật là hạnh phúc. Và mình làm video này để mình kịp bình chọn cho một người truyền cảm hứng cho mình rất là nhiều. Hồi sớm mình đã làm video bình chọn cho G97 sắc. Và hồi tối ra MV cũng đạt lên top 3 hình thành rồi. Hoàng coi chừng nó cắt mic đây nè. Thôi nè cho nè. Nè. À rồi. Thì hai cha con sẽ cùng mình chọn để hy vọng là năm sau nữa thì cha xì tin và đỏ và con xì tin đen sẽ được vô top truyền cảm hứng, hay là truyền cảm hứng vui nhộn cho mọi người, những năng lượng tích cực cho mọi người. Giỏi chào cô chú con. Chào. À đây. À. Giỏi. Và hôm nay không nói nhiều nữa, Bình sẽ hướng dẫn cho mọi người bình chọn một người thầy của mình. Ôi, Khương Dô. Yeah, mình ở quê này, ở Bến Tre nè, đó. Cùng quê với Khương Dừa đó, mình đang ở quê nè, đó. À, rồi bây giờ cách đơn giản là mình sẽ đính kèm cái link ở dưới nha mọi người. Ở dưới cái mô tả, mọi người click vào cái mô tả. Đây nè, giống như đây. Cái này mình nãy mình có hướng dẫn bình chọn cho Zack các khoan. Từ đến đây. Cái này. Từ. Khi mà mọi người vô một cái video đúng không, mọi người xem đúng không, giống như mọi người đang xem đây nè, khi mọi người dùng điện thoại á, đang xem điện thoại thì mọi người click vô cái tên nè, đó thì nó mới ra cái mô tả. Còn trên máy tính thì nó dễ rồi, trên máy tính thì nó hiện luôn, rất là dễ nè. Ở tiến rồi đi mắm gì vậy? Rồi ok, là có cái link nè, có cái link là web gì đó, mình đọc tiếng Anh dở lắm, .vn nè, click vào link này. Thì bây giờ mình chưa có đính kèm link, bây giờ mình sẽ click vào cái link này. Thì nó sẽ vô là top đây nè. Nó sẽ vô cái mục bình chọn đó nha mọi người. Thì nhân vật truyền cảm hứng nè, đó. Thì ở đây có nè, có Khương Dừa nè. Đây, YouTube phó giám đốc công ty Điền Quân nè, cùng đề cử nè ha. Thì mình sẽ nhấn vào nút cùng đề cử. Rồi. Đó, ok ha, phải đăng nhập, nó sẽ kêu sẽ đăng nhập. Và mình phải đăng nhập vào thì mới đề cử được ha. Đăng nhập thì mình sẽ đăng nhập Facebook vào. Thì mình sẽ nhập vào nè. Thì tin dừa 2020. Mình sẽ nhập cái email vào ha. Hoặc là số điện thoại vào. Để mình nhập vào. Giỏi. Cầm rồi mẹ gọi chứ. Rồi. Đây, sau khi mình nhập xong thì mình nhấn đăng nhập. Đăng nhập xong là nó vô luôn ha. Rồi, từ. Rồi coi nè ha. Tin coi nè, coi cha nó nhấn nè. Rồi, xong. Đó. 100%, ok, là xong rồi ha. Rồi, đơn giản vậy thôi. Mình chọn đơn giản đi. Thì đi nè. Tiến, đất. Tiến bây giờ. À, đây, rồi, thôi làm đơn giản vậy thôi. Hướng dẫn mình chọn đơn giản vậy thôi ha. Thì hãy cùng cha con xì tin là ở xứ sở đồng khổ. Ủa lộn, đồng khởi. Cha con khốn khổ mà không có tiền mua sữa. Mọi người xem video này thì nhớ like, subscribe. Tin đừng tắt mic chứ. Nhớ là like, subscribe, đăng ký kênh, ủng hộ hai đứa con có tiền mua sữa cho cha. Thì Tin có tiền mua sữa cho thì Tin đen nè. Thì Tin đang cầm điện thoại đây nè. Hết tin Uni nè. Bình chọn rất là đơn giản vậy thôi nha mọi người, chỉ có tài khoản Facebook. Trên máy tính thì cực kỳ đơn giản nữa. Nếu mà trên máy tính thì mọi người xem lại cái video video trước là có cái phần hướng dẫn bình chọn cho Zack á, trên máy tính á, thì rất là chi tiết. À, thì nói chung là bình chọn vậy thôi, chỉ login Facebook vô bình chọn thôi. Mọi người hãy dành thời gian bình chọn cho người thầy của mình, đó là truyền cảm hứng cho mình rất là nhiều về nội dung, content, ý tưởng rồi. Đó, thì mong là mọi người ủng hộ cho năm nay quê hương Bến Tre của mình phát triển rất là nhiều, có rất là nhiều nhân vật. Như là Zack là một nhân vật cũng khá là nổi cộm từ năm ngoái đến nay, mình rất yêu thích em Zack. Đó. Thôi xin chào và hẹn lại mọi người. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ nha. Yeah. Chào. Giỏi.
Bye bye. Yeah.